Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Miền Bắc mình hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm 2024 các bạn. Đấy, rẽ run vỡ trận rồi anh em. Vừa gỡ được các bàn là được 2 tải. Tổng em đánh là vào 3 bàn rẽ đàn nhé. Đấy thì tải này nó phải rơi tầm hơn 20. Tải này nó cũng rơi vào tổng hơn 20 rồi anh em. Đấy còn cái bàn đánh bờ trục đi. Bờ trục thì nó phải mưa lên nó mới được nhiều. Nhưng hôm nay văng ra thì nhìn đây thì nó cũng thấy chỉ được rơi tầm chục con thôi. Để chụp con nữa bàn này thế là ok anh em, đánh thêm thắt vào. Đấy. Thời điểm này anh em nào mua lưới đánh rẽ thì liên hệ nhé. Số điện thoại mua lưới thì em để ở góc màn hình video ấy. Anh em điện đến thì bên cơ sở là lên đơn gửi cho anh em. Còn chia sẻ cho anh em một chút kinh nghiệm là về đánh rẽ bờ trục. Thì chúng ta đánh ấy thì anh em lưu ý là mình phải phát sạch cỏ ở bờ trục. Đấy, cái thứ hai nữa mương nước đây. Đấy con rẽ rất là thích vóng nước thì anh em thấy nó đâm vào vóng nước này. Đây. Đó. Này nhìn hơi tối nhỉ. Đây, màu cháo này. Để đây em tí sát lưới cho anh em xem. Đó, cũng thấy dính nhiều đấy anh em. Đây ra bàn bờ trục chạy những tay lưới 100 này, 100 tay lưới 100 thì thường 5 cọc hết anh em nhé. Đấy, lưới liếc thì thịt thà nhiều lắm anh ạ. Đây một con nữa đây. Hai nhé. Đây lưới thịt túi này anh em này. Đấy, gió thổi thoải mái. Chống gió bên trên rồi anh ạ. Đấy, còn lưới mắt 8 sợi cước 15 anh ạ. Chuyên tổng hợp các loại rẽ, te, chân hương. Đấy, và tất cả các dòng sắt. Được hai rồi anh em nhỉ. Ui xưa con này bay. Con này con thứ ba này anh em này. Đấy, có thêm cái bờ trục này là quá hiệu quả luôn. Đây là ba này. Đấy bay ấy. Đây con thứ tư này anh em này. Đấy thứ tư này. Đây con thứ năm này. Dưới đây được một con nữa. Dưới đây nó hơi xa. Đây con thứ 6 này nha này. Đây con thứ 6 đây. Đấy. Con rẽ này chắc tầm khoảng 14 tuổi. Đấy, con này dính đây đi. Đấy. 6 con nha anh em nhé. 6 con cánh lưới dọc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chắc là gần chục con cánh này. Thế được anh em. Đấy, còn lưới anh em mua thì bảo hành cho anh em từ về chất lượng sợi lưới này. Chất lượng độ màu đẹp này. Không bị phai. Đấy, còn ngoài bán lưới ra thì bên nhà em bán loa đài âm ly. Đấy, đầy đủ để phục vụ cho anh em thợ và hỗ trợ tiếng đánh chuẩn cho các bác. Đấy, sẽ bằng đây đồng rồi nhỉ. Đây lên bàn trên đấy. Lên bàn trên đấy anh Hùng ạ. Đây lúc đấy là 6 rồi anh em nhỉ. Chín con. Đấy. Dậy phong phật này anh em này. Đây là con thứ 7. Mười con anh Hùng ạ. Mười con. Đây hai con một chỗ. Ừ.
Đây hai con này. Rẽ đây chứ đâu anh em. Hai con nhé. Đấy. Hai cháu một chỗ. Bên này hình như là cũng hai con, sao lại gặp dây diền này. Thì mỗi con đây thôi. Sao gặp dây diền thế nhỉ? Một con nữa, con này đúng con thứ 10 luôn. Cái bàn bờ trục này được 10 con anh em nhé. Cái này ok lắm không? Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng về lưới đánh này, loa đài âm ly thì anh em liên hệ nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Chào các bác ạ.